Sáng nay, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Nguyễn Ngọc Tuấn, kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục chương trình làm việc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo giải trình, làm rõ những vấn đề đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nêu tại phiên thảo luận tổ. Chiều qua về nhiệm vụ quan trọng trọng tâm phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp thành phố năm 2024 và định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2025. Cập nhật điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm từ năm 2021 đến năm 2025. Đề án về nâng cao năng lực và bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2025, định hướng đến năm 2030. Đề án tổng thể đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị thủ đô. Có hơn 40 lượt ý kiến của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tại 5 tổ. Về cơ bản, các đại biểu đánh giá cao sự chủ động, kỹ lưỡng, bám sát chỉ đạo của Thành ủy Hội đồng Nhân dân thành phố trong công tác chuẩn bị nội dung trình tại kỳ họp của Ủy ban Nhân dân thành phố. Các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết đã được chuẩn bị công phu, chất lượng, đầy đủ thông tin, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và xây dựng. Các đại biểu cơ bản tán thành với các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết đã trình Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng thời cho rằng việc lựa chọn 4 nội dung quan trọng về lĩnh vực kinh tế, xã hội để đại biểu thảo luận là đúng đắn, phù hợp với điều kiện thực tiễn cũng như những vấn đề cần quan tâm. Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã trực tiếp làm rõ một số vấn đề mà đại biểu quan tâm năm 2024, như về việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, PCI, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 17, Đảng bộ thành phố, thu tiền sử dụng đất, việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết và các điểm nghẽn, nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả giải ngân vốn đầu tư công và giải pháp thúc đẩy giải ngân trong 6 tháng cuối. Theo kế hoạch, trong sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xem xét và cho ý kiến vào các tờ trình, nội dung về các mức chi phục vụ hoạt động của đoàn lãnh đạo thành phố, hỗ trợ đối tượng chính sách, tờ trình ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công, sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực du lịch của thành phố và một số tờ trình quan trọng khác.